Đêm qua, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chiến với tuyển Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trải qua 3 trận thất bại liên tiếp, đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo nhập cuộc trong tâm thế quyết tâm tìm được bàn thắng tiếp thêm hy vọng ở World Cup 2022. Tuy nhiên sau cùng, mục tiêu đó đã không thể hoàn thành trước một đối thủ Oman có thể lực tốt hơn. Có thể thấy, đội hình thi đấu tuyển Việt Nam đã có nhiều sự thay đổi. Cụ thể, do Tuấn Anh tái phát chấn thương, ông Park sử dụng Đức Huy. Trong khi đó, trên hàng công Công Phượng lần đầu tiên có suất đá chính. Sau khi bị gỡ hòa 1-1, bước vào hiệp 2, tuyển Việt Nam quyết tâm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, ở phút thứ 49, cầu thủ Onkadi đã thực hiện cú sút chiến thắng thủ môn Văn Toản, đưa tỷ số lên 2-1 nghiêng về tuyển Oman. Lần này, đội bạn đã thành công 3-1 cho Oman. Những phút còn lại, Việt Nam đã nỗ lực tấn công, nhưng điểm yếu thể lực khiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không thể tạo được sức ép lớn. Với kết quả này, chúng ta chưa có được điểm nào sau 4 lượt trận. Vào ngày 11 tháng 11 tới, chúng ta sẽ trở về Mỹ Đình để đón tiếp Nhật Bản.